chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Việt News TV của chúng tôi. Bản tin thời sự của chúng tôi hôm nay xin gửi đến quý vị bản tin cực nóng sau. Những thủ đoạn chính trị tàn khốc trong Bộ Chính trị khi thêm một phó tổng thanh tra chính phủ bị chết do đột quỵ hay chết thay như một vật tế thần. Kính thưa quý vị, theo thời gian, những chuyện thâm cung bí sử trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam dường như ngày càng bị phơi bày, đặc biệt là đối với các nhân vật có quyền lực trong Bộ Chính trị từ trước tới nay, trong khi các thế lực ngầm mới đây dọn đường để khởi tố tập đoàn Rạng Đông, Đài Tây Tiến và đưa Võ Văn Thưởng lên làm chủ tịch nước, thì hôm nay lại có tin Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh đột ngột qua đời. Liệu đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là ẩn chứa đằng sau một âm mưu to lớn mà các nhân vật đầy quyền lực vừa là đạo diễn vừa là diễn viên? Mời quý vị cùng tìm hiểu với chúng tôi trong bản tin thời sự ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, mấy ngày qua, truyền thông nhà nước có định hướng đồng loạt loan tin việc ông Trần Văn Minh chết do đột quỵ. Nhưng theo các chuyên gia am hiểu về tình hình chính trị tại Việt Nam thì cho rằng đây là một vụ ép chết thay để chạy tội cho Phó Tổng thống Lê Minh Khái và các quan chức cấp cao có liên quan đến tập đoàn Rạng Đông. Theo các thông tin thu thập chúng tôi có được, chủ tập đoàn Rạng Đông là Nguyễn Văn Đông, còn có tên tục là Đông Sa Reo. Chính Trần Đức Lương, cựu chủ tịch nước, là kẻ nâng đỡ, gỡ gắm Đông Reo cho Phan Văn Khải, Nguyễn Tấn Dũng và sau này là Nguyễn Xuân Phúc. Khi Đông Reo làm mưa làm gió ở Bình Thuận thì bị nhiều đơn thơ tố cáo thì Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái và Nguyễn Xuân Phúc đã bao che. Không phục những người dân và cựu cán bộ, mà cụ thể là cựu bí thư tỉnh Bình Thuận là Đinh Trung, tiếp tục kiện lại kết luận của thanh tra chính phủ. Để cứu Đông Reo, Nguyễn Xuân Phúc đã lôi phó bí thư Quảng Ngãi là Trần Văn Minh về làm phó tổng thanh tra chính phủ để tiếp tục bao che cho Đông Reo. Những tưởng dưới sự bao che của đồng hương Quảng Ngãi là phó tổng thanh tra chính phủ Trần Văn Minh, cùng với sự chỉ đạo từ trên của Nguyễn Xuân Phúc, Lê Minh Khái thì Đông Reo thoát tội, nhưng xui bài là Bình Thuận đã được Tàu Cộng nhắm tới khi lần đầu tiên Tổng lãnh sự Tàu Cộng tới thăm tỉnh này vào năm 2022. Cùng lúc này, Nguyễn Phú Trọng muốn hòa hoãn với Trương Tấn Sang tự sang mớm Lê Thanh Hải để chuyển lò qua sân sau của Nguyễn Tấn Dũng theo kiểu luân phiên đổi gió lấy tiếng, mà Đông Reo là em kết nghĩa của Nguyễn Tấn Dũng, vì lúc còn sống mẹ của Dũng là bà Hường đã coi Đông Reo như con trong nhà. Vậy là Võ Văn Thưởng được Nguyễn Phú Trọng bộ hòa của Tập Cận Bình chọn, và trước khi được Võ Văn Thưởng lên ghế bù nhìn thì Nguyễn Phú Trọng lệnh cho Tô Lâm khởi tố tập đoàn Rạng Đông của Đông Reo. Khởi tố tập đoàn Rạng Đông thì Phó Thủ tướng Lê Minh Khái biết nói sao khi trước đây Khái là Tổng Thanh tra Chính phủ đã bao che cho Đông Reo. Dòm trước ngó sau thì không còn ai có thể giúp Khái phủi trách nhiệm thích hợp hơn Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh, vì Minh phụ trách vụ này. Vậy là Trần Văn Minh được chọn như là một con dê tế thần để cho đi bán muối, ra đi đoàn tụ với ông Hồ Chí Minh và các lãnh tụ khác với lý do chết đột ngột do đột quỵ. Câu chuyện thanh tra chính phủ bao che cho Đâm Rêu chìm xuồng và Lê Minh Khái phủi tay, còn các quan thầy quyền lực khác tiếp tục bình chân như vậy, tiếp tục rao giảng đạo đức và lãnh đạo người khác. Liệu các thủ đoạn chính trị của các quan chức cao cấp liên quan có bị phơi bày rảnh sáng hay không? Chúng tôi tiếp tục theo dõi và cung cấp cho quý vị khi có được những cập nhật mới nhất. Mời quý vị tham khảo thêm thông tin liên quan đến Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh qua đời vì đột quỵ do các cơ quan truyền thông có định hướng đưa tin. Ngày 4 tháng 3, xác nhận với phóng viên, một đại diện thanh tra chính phủ cho biết Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh qua đời tại thành phố Hồ Chí Minh sau cơn đột quỵ.
Ông Trần Văn Minh nhập viện sáng sớm cùng ngày, được đội ngũ y bác sĩ ở một bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực cấp cứu, cứu chữa nhưng không qua khỏi. Theo đại diện thanh tra chính phủ, dịp cuối tuần ông Trần Văn Minh về thành phố Hồ Chí Minh thăm gia đình. Ông Trần Văn Minh sinh năm 1967, quê quán Quảng Ngãi, là tiến sĩ kinh tế. Hiện ông Minh được giao giúp Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối văn hóa, xã hội, công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 2 gồm 18 tỉnh miền Trung Tây Nguyên. Đồng thời ông được giao giúp Thanh tra Chính phủ chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổng Thanh tra Chính phủ. Ông Trần Văn Minh trực tiếp phụ trách vụ 3, cục 2, Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra, trường cán bộ thanh tra. Trong một diễn biến liên quan, vụ bắt giám đốc Trung tâm dạy nghề Hàng Giang, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Long An lên tiếng. Trung tâm dạy nghề Hàng Giang do Sở Lao động Thương binh và Xã hội Long An cấp phép hoạt động dạy nghề, hoạt động từ năm 2014 đến nay. Liên quan đến việc giám đốc Trung tâm dạy nghề Hàng Giang bị bắt, chiều ngày 6 tháng 3, ông Nguyễn Đại Tánh, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Long An cho biết. Trung tâm này được cấp phép hoạt động dạy nghề tại xã Hướng Thọ Phú, thành phố Tân An, tỉnh Long An, trong đó có nghề thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa. Hiện đơn vị đang chờ kết luận điều tra của cơ quan công an, nếu phát hiện có sai phạm, sẽ xem xét đình chỉ, rút giấy phép hoạt động trung tâm. Cũng theo ông Tánh, mặc dù hàng năm đều có kế hoạch kiểm tra hoạt động của trung tâm, nhưng sau sự việc ông Đào Đức Hạnh, giám đốc trung tâm dạy nghề Hàng Giang sai phạm đã bị bắt, sở sẽ thành lập đoàn kiểm tra toàn bộ quy trình hoạt động của trung tâm này, đồng thời làm việc với hội đồng thành viên của trung tâm để xem xét bố trí người thay thế ông Đào Đức Hạnh để điều hành hoạt động của trung tâm. Theo ông Trần Thiện Trúc, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Long An, từ năm 2014 đến nay, Trung tâm dạy nghề Hàng Giang đã tổ chức thi 4 đợt trên 500 học viên. Tuy nhiên, sở chỉ kiểm tra sát hạch được 3 đợt, riêng đợt 4, hơn 100 học viên đã phát hiện có nhiều dấu hiệu sai phạm, nên trình báo cơ quan công an vào cuộc. Như báo Giao thông đưa tin, ngày 4 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đào Đức Hạnh, 52 tuổi, thường trú khu phố 7, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, giám đốc Trung tâm dạy nghề Hàng Giang để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Trong một diễn biến liên quan, Việt Nam Nhật Bản thúc đẩy hợp tác phòng chống tội phạm, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị thời gian tới hai bên thường xuyên chia sẻ, trao đổi thông tin, truyền tải thông điệp của lãnh đạo cấp cao mỗi nước đối với các vấn đề quốc tế khu vực. Chiều ngày 6 tháng 3, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nhật Bản Akiba Takeo. Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh sau đại dịch COVID-19, Bộ Công an Việt Nam tập trung đảm bảo tốt môi trường an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ kinh tế đất nước tăng trưởng xanh và phát triển kinh tế bền vững, ưu tiên phát triển nông nghiệp hữu cơ, chế biến sâu về nông sản, thực phẩm, phục vụ xuất khẩu, đẩy mạnh chuyển đổi số trong các ngành công nghiệp nền tảng. Đều là những lĩnh vực có nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Nhật Bản tham gia đầu tư vào Việt Nam. Để tiếp tục tăng cường hợp tác thực chất hiệu quả, đi vào chiều sâu, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị thời gian tới, hai bên thường xuyên chia sẻ, trao đổi thông tin, truyền tải thông điệp của lãnh đạo cấp cao mỗi nước đối với các vấn đề quốc tế khu vực, tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực tư pháp, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong số hóa quản lý hành chính. Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị phía Nhật Bản ủng hộ, hỗ trợ các hoạt động hợp tác gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam.
Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp. Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nhật Bản Akiba Takeo đánh giá cao những kết quả hai bên đã đạt được trên các lĩnh vực hợp tác thời gian qua. Ông Akiba Takeo tin tưởng mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Nhật Bản nói chung, giữa các cơ quan hữu quan Nhật Bản và Bộ Công an Việt Nam nói riêng. Ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực, đặc biệt là trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm. Trong một diễn biến liên quan, công ty quân sự Wagner nói tiền tuyến của Nga ở Bakhmut có nguy cơ lung lay. Người đứng đầu công ty quân sự Wagner cảnh báo tiền tuyến của quân đội Nga xung quanh thành phố Bakhmut, Ukraine có thể bị lung lay trừ khi lực lượng của ông nhận được thêm đạn dược như lời hứa của Moscow hồi tháng 2. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy sự căng thẳng đang gia tăng giữa lãnh đạo công ty Wagner và Điện Kremlin. Tháng trước, ông Prigozhin cáo buộc các quan chức quân đội Nga không cung cấp đủ đạn dược cho lực lượng của công ty này. Trong một đoạn video dài gần 4 phút được đăng trên kênh Telegram, ông Prigozhin cho biết nếu Wagner rút lui khỏi Bakhmut bây giờ, toàn bộ mặt trận sẽ sụp đổ. Chiến thắng ở Bakhmut sẽ mang lại cho Nga thành công lớn đầu tiên sau đợt tiến quân mùa đông tốn kém. Nga cho biết đây sẽ là bước đệm để hoàn thành việc giành quyền kiểm soát toàn bộ vùng công nghiệp Donbass, một trong những mục tiêu quan trọng nhất của Moscow. Volodymyr Nazarenko, một chỉ huy quân đội Ukraine ở Bakhmut nói rằng không có lệnh rút lui và hàng phòng ngự đang cầm cự trong điều kiện khắc nghiệt. Tình hình ở Bakhmut và khu vực xung quanh chẳng khác nào địa ngục, ông Nazarenko nói trong một video đăng trên Telegram. Quân đội Ukraine cho biết vào sáng sớm 6 tháng 3 rằng các lực lượng của họ đã đẩy lùi 95 cuộc tập kích của Nga nhằm vào Bakhmut trong ngày hôm trước. Nhà phân tích quân sự Ukraine Oleg Dano cho biết trong một video bình luận tình hình ở Bakhmut có thể được mô tả là rất nguy cấp. Tổng thống Ukraine tri ân lực lượng ở thành trì khó khăn và đau đớn Bakhmut. Ngày 5 tháng 3, Tổng thống Ukraine tri ân lực lượng đang chiến đấu ở chiến trường khó khăn và đau đớn Bakhmut thuộc vùng Donbass. Ông Zelensky phát biểu sau khi Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine cho biết lực lượng nước này đã đẩy lùi hơn 130 cuộc tấn công của đối phương trong ngày trước đó, bao gồm ở Kupyan, Liman, Bakhmut và Andiska. Ukraine thề sẽ bảo vệ thành trì Bakhmut mà lực lượng Nga đang quyết tâm giành lấy. Các nhà phân tích cho rằng thành phố gần như đã trở thành đống đổ nát này có rất ít giá trị chiến lược thực sự. Ngày 5 tháng 3, tướng Gita Danas, cựu chỉ huy quân sự hàng đầu của Anh, nói với Sky News rằng việc Ukraine rút quân khỏi Bakhmut là hoàn toàn hợp lý vì nơi này không có nhiều ý nghĩa lắm về chiến lược với Ukraine. Tuy nhiên, vì là nơi diễn ra trận chiến dài nhất và đẫm máu nhất trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, số phận của Bakhmut mang giá trị biểu tượng hơn ý nghĩa quân sự. Tôi muốn dành sự tri ân đặc biệt đối với lòng dũng cảm, sức mạnh và khả năng chịu đựng của những người lính chiến đấu ở Donbass. Đây là một trong những trận chiến khó khăn nhất, đau đớn và khó khăn, ông Zelensky nói trong bài phát biểu bằng video hàng đêm. Ông khẳng định, lực lượng Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công tiêu diệt, phá hoại các vị trí và hệ thống hậu cần của đối phương, bảo vệ biên giới và các thành phố của chúng ta. Quân Nga có vẻ định bao vây binh lính Ukraine ở Bakhmut, nhưng Bộ Chỉ huy quân sự Ukraine gửi tín hiệu rằng họ có thể sẽ rút lui khỏi nơi đây thay vì chấp nhận rơi vào thế bị bao vây. Phe thân Nga ở Donetsk đã đăng lên một video để khẳng định lực lượng của hãng quân sự tư nhân Nga Wagner đang ở vùng ngoại ô phía bắc của Bakhmut, kiểm soát nhà ga đường sắt Tuki. Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo Wagner tuyên bố lực lượng của hãng này thực tế đã bao vây Bakhmut và chỉ còn một tuyến đường vẫn nằm trong tay Ukraine.
Tổng thống Zelensky mâu thuẫn với tướng hàng đầu Ukraine. Chỉ huy Zaluzhny kêu gọi rút quân khỏi một thành phố quan trọng, nhưng Tổng thống Zelensky từ chối, tờ Bild của Đức đưa tin. Theo các nguồn tin chính phủ được tờ Bild trích dẫn ngày 6 tháng 3 cho biết, mâu thuẫn nội bộ đang diễn ra giữa Tổng thống Ukraine và tướng Valery Zaluzhny, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang. Những người trong cuộc ở Kiev nói với tờ báo của Đức rằng chỉ huy quân sự đã kêu gọi rút quân khỏi một thành phố quan trọng của Donbass từ nhiều tuần trước. Tướng Zaluzhny khuyên Tổng thống nên từ bỏ Bakhmut thay vì tiếp tục bảo vệ nó khi quân đội Nga đe dọa kiểm soát thành phố, tờ báo cho biết. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố thành phố là một pháo đài và từ chối rút lui. Trong bối cảnh giao tranh dữ dội ở Bakhmut, các lực lượng Nga đã đạt được những tiến bộ đáng chú ý. Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu công ty quân sự tư nhân Wagner Group, tuyên bố vào thứ Sáu tuần trước rằng thực tế là thành phố đã bị bao vây hoàn toàn, chỉ có một con đường duy nhất để sơ tán. Theo truyền thông Mỹ, Washington đã thúc giục ông Zelensky rút khỏi Bakhmut từ cuối tháng 1 và tập trung chuẩn bị một cuộc phản công lớn vào mùa xuân bằng cách sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp. Nhưng Tổng thống Ukraine lo ngại một động thái như vậy sẽ ảnh hưởng đến tinh thần. Thành phố này là một phần trong tuyến phòng thủ dài 70 km của Ukraine được tạo ra kể từ khi Kiev khởi xướng cuộc giao tranh ở Donbass vào năm 2014. Các quan chức Mỹ đánh giá rằng việc để mất thành phố vào tay Nga sẽ không ảnh hưởng đến tình hình chiến lược. Các nguồn tin của Bill khẳng định rằng quân đội Ukraine trên bộ ở Bakhmut không hiểu tại sao thành phố lại bị chiếm giữ và tin rằng lẽ ra họ nên rút quân từ lâu. Tổng thống Zelensky gần đây đã tuyên bố rằng các lực lượng Ukraine sẽ bảo vệ Bakhmut miễn là vẫn hợp lý để làm như vậy. Tờ báo lá cải của Đức cũng lưu ý rằng sự nổi tiếng của tướng Zaluzhny khi lãnh đạo chiến dịch quân sự chống lại Nga khiến ông trở thành một đối thủ khả thi đối với Zelensky trong một cuộc tranh cử tổng thống tiềm năng. Vị tướng này chưa tuyên bố công khai bất kỳ tham vọng tranh cử nào, nhưng những tin đồn đã lan truyền ở Ukraine trong nhiều tháng liên quan đến những lo ngại của ông Zelensky về khả năng cạnh tranh. Ukraine dàn quân phá vòng vây hỏa lực Nga ở chảo lửa Bakhmut. Các lực lượng Ukraine đang căng mình để giữ thành phố Bakhmut trước các cuộc tấn công liên tiếp của quân đội Nga.